Hello và chào mấy anh em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình sẽ quay trở lại với chế độ du hành người côn trùng này một lần nữa để thử tìm hiểu xem về cái vụ việc là bug người tí hon đã được fix hay chưa. Clip ngày hôm qua thấy anh em comment rất nhiều là hiện tại các bạn ấy vẫn đang gặp những cái trường hợp bug để bắn chết ý, không khác gì hack luôn ấy. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại để mình tìm hiểu nhá. Cho nên là mình sẽ không bay vào khu nhà sinh học đâu, mình sẽ bay đi lút bình thường chơi cái này để mình xem coi là có phát hiện ra được người tí hon trong game này hay không, và mình sẽ có cách xử lý người tí hon nha anh em. Rồi bây giờ sẽ đi lút thôi, cảng có lẽ như là clear rồi đó. Chơi cái này thì mấy ông toàn bay vào khu nhà sinh học hết thôi, chứ có bay vào mấy khu cảng hay là khu quân sự như mắt thường đâu đấy. Cho nên là ở đây thì anh em chỉ việc đi lút, nói chung là cũng tùy game này, sẽ có game clear như này, cũng có những game cũng có một vài team lại bay vào những khu như này đó. Và thường thì chơi chế độ du hành người người côn trùng này thì đa số các người chơi sẽ bay vào những khu nhà sinh học đấy để gọi là khám phá những chỗ nó mới lạ đấy anh em. Bên này có người này, thế mình tưởng clear, hóa ra là có một team luôn à, sao nãy mình không thấy nhở? Không biết là một team hay hai team nữa. Sau lưng mình có tiếng chân. Còn bot. Mình nghĩ chắc là một team bắn bot đề. Trời ơi, leo xuống rồi anh em ơi. Từ từ nha. Có một team thì chúng ta lại có người để chơi rồi. Kìa kìa. Uầy, một tên lại chạy qua nữa anh em ạ. Đó, bắn M16. Từ mình lốt nốt bình nước này. Băng đạn luôn này. Rồi ok, đủ đồ rồi đây này. Trời ơi, mù mắt luôn rồi. Cái thumb grip bắn xa nó không ổn định đâu anh em ạ, khuyên anh em đừng có gắn thumb grip mà sấy xa nhau. Thumb grip chỉ để sấy gần thôi. Đây này, đó, tháo thumb grip cái sấy toàn đầu, các bạn thấy nó sự khác biệt to lớn không? Tâm đứng im luôn, nó không bị lắc như cái pha tơn đầu tiên mà đang gắn thumb grip anh em ạ. Sấy xa thì các bạn cứ gắn tay cầm đứng lại, tay cầm tam giác ấy. Còn không thì cứ tháo hết tay cầm ra, sấy cho nó sướng. Đây, còn một tên trước mặt nữa. Định cứu à, định cứu à. Mình phơm luôn. Đứng trống này. Đồng bọn, đâu nhở? Nãy vừa thấy có một tên nó đứng ngay phía sau nữa anh em ạ. Mà bị mình bắn nó hụt đây. Đấy, vừa nói xong nó ra luôn kìa. Trời ơi, lại còn ra nằm, dã man thật đấy. Đấy, sau lưng mình này, chắc là tên còn lại đây anh em. Đúng chưa? Đấy, chuẩn luôn, clear luôn rồi. Đó, có thêm 4 kill là dễ anh em ạ. Kìa, flare gun ngay khu này là mình nghĩ chắc là khu chỗ gần Severny ấy. Có xe đang đi này. Kìa, vãi cả trường ạ, thì ra là có một team bên này nữa anh em ơi. Ở đấy bạn ơi, ủa sao lại lên xe chạy rồi. Trời ơi, lại đây gần nhau trai yêu thương tí đi, tự nhiên chạy là thế nào vậy nhỉ. Đây con bot. Kìa xe chúng nó kìa anh em. Một tên ngay dưới kìa, từ từ nha, mình lấy góc mình bắn đứt tên này này. Đây rồi, đứng đây bắn luôn. Ôi, sau lưng mình còn tiếng xe nữa. Thôi toang rồi. Ui, bạn nó lại đón à hay như nào đấy. Ui, sau lưng có người nữa kìa. Hai team mọi người ơi. Ui, hai team này. Nốc một này. Cái gì, cái gì đây, cái gì đây. Ui, đẩy trống đấy. Bạn đùa. Bạn lại đùa nữa. Còn tên cuối sau xe. Ôi, công chơi mình kìa. Thấy mình có một đi sao ấy, tưởng dễ ăn cơ. Rồi một đầu này, bạn chết chưa? Mình không có bom nhỉ, thôi mình cầm luôn đi anh em. Chơi nhanh gọn lẹ luôn này. Vãi cả lên xe chạy. Na ní. Na ní luôn. Trời ơi, cái gì vậy trời. Uầy, M249 này, mình xin bạn ơi. Còn một cây súng nữa, không biết là ốp hay là MK nữa. Để mình xem nhá, thay đạn nữa anh em ơi. Rồi, đi thôi mọi người ơi. Cầm combo này thì thôi hủy diệt map nữa rồi. À, để mình thử lượn thêm một vòng nữa xem nào. Rõ ràng nãy là hai team bắn nhau mà không biết là team kia đã clear chưa nữa.
lượn lượn đi cho chắc ăn nhá. Một tên trên này, ôi bị bắn chết rồi à. Lúc mình chạy xuống mình nhớ là có một tên đứng đấy mà. Mình nghĩ chắc là con boss thôi. Đây đây, còn người này. Trời ơi, tí nữa là bỏ lỡ một tên nhá. À đủ, con boss. Trời ơi, con boss anh em ạ. Mình gặt con boss luôn. Ô, có chơi pad này, hợp lý. À, tiếng súng trong nhà nước. Đây rồi, đây rồi. Ui, có con xe này. Ui, shotgun à. Đây, mình lấy góc, mình sấy MK xa cho anh em xem này, cúp 8 tiếp nha. Đây đúng không? Sấy luôn. Rồi, nóc này, đó. MK8X lại gắn Silent thì mới chịu chơi anh em ạ. Để gạt tên này trước đã. Gạt này, rồi. Ớ, một tên nữa vào đứng dưới tầng 2 nhà đỏ đỏ kia sấy mình hay sao ấy nhở? Ồ, vậy là hai team luôn mọi người ơi. Hai team nha. Trên này là không có ai rồi. Tự tin công được. Nào, ra đây bạn ơi. Mình thấy bạn núp sau nhà rồi. Mấy ông nội này chơi chắc cú thế nhở? Ủa đâu rồi ta? Sao tự nhiên gọi là im lặng một cách đáng sợ thế này? Đáng sợ đây là sợ bén na anh em. Mình không dám công nữa rồi. Sự yên tĩnh đã làm cho mình phải gọi là dừng bước rồi anh em ạ. Có lẽ như là mình sẽ lấy con xe của bọn này mình di chuyển đây này. Trước mặt luôn này. Đấy các bạn thấy không? Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu bạn ơi. Dã man thật đấy. Nó ngồi đây nó kê xe anh em ạ. Có đấy mình mà lên xe là mình bị bắn chết rồi. Đúng cái lúc mình công thì nó lại lùi về. Cũng may mắn đấy anh em. Không biết là đồng bọn đang ở đâu rồi. Chả thấy đã có động tĩnh gì nữa rồi mọi người ạ. Không có ấy, mình té luôn đấy. Thôi té đi. Mình nghĩ chắc là đồng bọn đang ở đâu rồi. Cho nên là ông này mới lùi về ấy, đang định chạy hay sao ấy. Trước mặt, trước mặt. Cái gì đây, AK Silent nè. Đây, AK Silent đúng không? Để mình. Dừng đây chơi với bạn luôn nhá. Này AK Silent với chúng tôi này. Thấy MK Silent 8X chưa? Rồi. Lại mới nốc. Ui, phải team nhà nước không ta? Cũng có thể lắm anh em, nhưng mà mới nốc mà. Hoặc cũng có thể là team khác. Thôi mình té đi, khổ lắm mình. Đứng này đoán già đoán non. Đã thính đầu nhở? Ơ kìa, lại xuống mất nước rồi. Ơ, có xe bắc đi lại này. Một đầu này. Cũng tính ra đây ăn thính các bạn. Thôi thì bạn chết rồi. Ơ, súng đâu? Rồi, chạy làm sao được, chạy hộ luôn. Thanh niên đi ăn thính một mình này. Đang chạy bắc ghi mà gặp M249 là ngu dốt. Tốt nhất là thôi, tìm chỗ nào dừng mà chơi mình đi, chứ còn cố chạy càng chết. Cố quá là quá cố đấy bạn ơi. Có xe máy này. Đúng không? Ui, hai tên luôn à. Từ từ, bình tĩnh. Hai tên đi xe máy để mình lấy góc, mình sấy MK8X cho nó hấp dẫn. Đây, dừng đây đi. Đó, để mình leo lên trên trên nóc xe, để mình leo leo lên nóc nhà, mình đứng mình bắn cho nó sướng ấy nha anh em. Kiểu nó công lên rồi hay sao ấy. Đây này, chạy làm sao được. Ui, kinh, bắn được anh em, bắn được ấy. Vậy là một tên đã tạt trái định móc mình anh em. Đây, cái tên gốc cây vẫn đang còn nốc này. Phơm luôn này, yếu chưa, ra mà cứu bạn đi kìa. Đây, MK8X quên mất. Rồi, được chưa. Đây này bạn ơi, đứng trống sấy mình tự tin thế nhở. Ba đầu chắc là thấy mình sấy yếu máu ấy, đâm ra là chắc là nó chưa hồi máu đâu, mình làm được. Rồi, mình lại tiếp tục đi ra hầm thính kiếm đồ ba mới nhá. Giáp mình bây giờ đỏ chót như quả cà chua rồi. Con xe này. Trời ơi sao lại. Ui dồi. Yếu dã man. Ơ kìa, cái gì đấy? Ủa sao đông vậy? Một tên đã đứng trên này cam mình rồi.
Ôi, tưởng chỗ này như này thôi mà sao đông thế nhở? Đấy, có những cái pha bất ngờ lắm anh em, vừa clear team đồi lại có thêm một tên nữa trên đồi ạ. Mình không biết là tên này là à, team khác mà nãy tên kia clear mà, team kia clear rồi. Đấy, nó vừa có buggy vào hay sao ấy, để mình lấy mình kiếm con buggy của tên này luôn đi xem mình sắp hết xăng à. Bắt buộc phải chơi tên này thôi. Thế kìa. Đấy, lợi dụng lúc mình đi thì mình ngó ra bắn ạ. Đây. Bắn nhau không bạn? Bắn nhau không? Lại chạy rồi. Đã thế mình công luôn đi. Mình là mình hơi bị mất kiên nhẫn với tên này rồi đấy. Người ta đang còn muốn đi ăn thính ấy, gặp mấy cái ông này cản trở giao thông đấy. Đây. Đúng là đầy ẩu à. Tên này solo squad à. À có cái vũ ba mới này. Nhưng mà mình vẫn đang cần cái giáp nữa cơ. Ui, sau lưng có người anh em ơi. Sau lưng có người. Từ từ, mình lấy nhát này, mình quan sát một lúc đã. Bên kia còn bắn nhau nữa. Vậy thì khả năng là tên này nó ăn thính rồi. Đây mình thử công lên, mình ốp quả bom, mình check xem nào. Rồi, bên kia hình như là một team clear rồi anh em ạ. Xử lý cái tên bên này trước đã. Không biết là nó đứng chỗ nào ấy. Nghe tiếng chân trong nhà này chắc chắn luôn anh em ạ. Để check từng ô cửa. Ui vãi cả nồi ạ. Quả bom thứ hai check đúng thì lại ném hụt rồi. Ui nó ốp bom kìa. Thôi té 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 mọi người. Mất giáp mất giáp. Không chơi nữa. Sợ dã man luôn. Nó đứng nó thủ thế thì đỡ làm sao được. Để mình vào đây mình kiếm cái giáp rồi mình tìm cách mình chơi tên này sau thôi. Trời ơi cái thính mà rơi giữa đường này. Ai dám ra ăn. Ai dám ra mút đây. Ồ, tiếng chân bên phải này. Team đằng kia công qua à? Ui. Công là bạn ơi. Ok. Vãi nồi 6 viên M249 không nốc ạ. À. Này thì không nốc này. Còn tên nữa ngay dưới nhà. Ôi nó vào rồi này. Đã bắt tầng 1 rồi. Đây, phòng trước mặt đúng không? Ui, giờ mình còn có lửa bạn ơi. Thế thì bạn chết rồi. Bạn chạy làm thao. Chạy làm thao bây giờ leo ra. Ông này bị dính bom lửa rồi. Chết luôn ạ. À. Ảo thật đấy. À để mình smoke. Mình lút xác cái ông bên ngoài này xem nào. Ông này bị dính bom lửa. Nếu mà có giáp ngon thì vẫn đang còn mới tinh mọi người ơi. Đâu rồi? Đây rồi. Núp trong này à. Úi giáp ba mới này đó. Đỡ phải ra hòm thính kia lút anh em ạ. Rồi. Bây giờ là còn 3 tên đúng không? Không biết là cái team mà ở ngay chung cư cạnh mình đây là có mấy tên này. Nãy là chỉ thấy có mỗi một tên nó cứ muốn nó bắn mình thôi anh em ơi. Cứ từ từ đã anh em ạ, không cần vội. Mình cứ đứng đây mình quan sát xung quanh xem là còn team nào khác nữa không. Mình nghĩ chắc là trong nhà chung cư đấy có mỗi một tên. Thì vẫn là còn hai tên nếu như mà là team khác. Nên mình cứ quan sát một lúc đi. Kiểu này chắc là ba ông còn lại trong khu Poliana này hết rồi mọi người ạ. Thế kỹ bên ngoài. Vẫn đang bọn thấy luôn này. Rồi nốc này. Vậy là hai tên bên ngoài rồi. Còn một tên nữa. Mình phơm luôn anh em ơi. Bò làm thế nào được. Bò làm thế nào được. Rồi. Đấy đúng như mình dự đoán luôn. Các bạn thấy mình tỉnh không? Nãy giờ chỉ có mỗi một tên ở nhà chung cư bắn mình thì chắc chắn là chỉ có mỗi một tên này thôi và còn hai tên khác là còn hay là team còn lại. Chuẩn như lên chuẩn luôn. Trời ơi. Bây giờ mình cứ đứng đây mình đợi cái tên còn lại xem coi là nó chắc là đâu đó ngoài kia hoặc là cũng có thể là nó sẽ vào được trong này. Nhưng mà mình cứ đứng mình canh một lúc xem đợi bo luôn nha. Làm tên M249 3x cự ly xa cuối cùng này. Biết đâu hy vọng tên còn lại nó đang vẫn đang ở chỗ ngoài đồng đúng không? Bo nó sẽ khép vào thì tên này phải chạy. Đó là cái cơ hội để cho mình sấy được M249 cự ly xa đó. Khiến cho anh em mù mắt cái nhẹ thôi. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa thấy nhá. Vâng. Ở đây rồi. Trời ơi, trời ơi.
không mù mắt đâu mọi người ơi, không mù mắt nha, cứ tưởng mọi người thấy sai mù mắt như thế nhưng mà sấy không trượt phát nào, chết rất nhanh. Rồi vậy là cái tên còn lại ngay trong nhà chung cư cạnh cạnh nhà mình này, cái tên hàng xóm nãy giờ nó cứ nhăm nhe, nó định gọi là chơi mình em ạ. Ui vãi nồi thật, có một quả bom tí nữa thôi là nó bế mình đi rồi, nó đứng chỗ nào nó quăng đấy nhở, khó chịu thật ý. Mình gọi là mình thả hết bom lửa từ tầng 2 cho đến tầng 3 để xem cái tên này nó ở đâu được. Khó chịu tên này thật đấy. Nó cứ đứng yên nó kê, đâm ra là mình không thể nghe được vị chính xác được vị trí nó ở đâu ấy. Đây, mình leo qua mình chơi luôn. Ồ, bên trái à? Đây rồi. Tầng 2 à bạn? Ui, cái gì leo ra chơi ạ? Tôi hết đạn. Trời ơi, tưởng có đấy mình chết đấy. May thế nhở, cầm MK nó công xuống ấy là mình bắn vội, tí nó hết đạn, không giết được nó. Ôi nhưng mà dù sao thì mình cũng đã sửa sai bằng cây M29 rồi. Và mang được cái top 1 hay 12 kill. Rất cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi nha, bye bye mọi người.